Thưa quý vị và các bạn, chợ phiên là nét đặc trưng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương. Không chỉ đơn thuần là địa điểm mua bán, đây còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nơi hội tụ giá trị tinh thần mang đặc trưng của mỗi vùng miền. Lào Cai có nhiều chợ phiên nổi tiếng. Để giữ được những nét văn hóa truyền thống của các phiên chợ ấy trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại là vấn đề đang được nhiều địa phương, ban ngành quan tâm. Trời vừa hừng sáng, từ các nẻo đường, bà con người Mông ở Tân Tiến, đồng bào Dao ở Xuân Hòa ngược lên, đồng bào Tày ở Vĩnh Yên, thương lái từ Hà Giang, Bắc Hà nô nức đổ về phiên chợ Nghĩa Đô. Những sản vật của núi rừng, nông sản do chính tay người nông dân trồng cấy được mang đến phiên chợ cuối tuần với những nét văn hóa rất riêng. Bây giờ thì chợ vui lắm, cái gì cũng có đông đủ hết. Ta đi chợ bán à, bán phải có đôi, có nếp có tẻ đấy. Chợ phiên Nghĩa Đô mới có từ khoảng 30 năm nay. Những việc bán mua, nếp sinh hoạt cộng đồng trong phiên chợ cũng dần hình thành qua thời gian, qua nhiều biến chuyển của cuộc sống. Đến nay, phiên chợ đã mang những màu sắc tươi mới hơn, nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Một thời gian để bà con tập chợ, biết chợ, giá trị của chợ và giá trị của trao đổi thì lúc ấy người ta mới chăn nuôi, mới tăng gia sản xuất, thì mới có hàng hóa đem đi chợ, nó mới làm đổi đi cái tập quán là e thẹn, cho đến bây giờ là mạnh dạn mặc quần áo Tày ra chợ. Lào Cai có nhiều chợ phiên nổi tiếng, không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn hàm chứa cả nét đẹp, đặc sắc riêng của từng dân tộc, trở thành điểm du lịch hút khách. Nó có cái nét truyền thống và cái nét cũng đồng với cái nét hiện đại, nó vẫn giữ được cái không gian tới đây để cho bà con kinh doanh và bán những cái nông sản địa phương. Còn cái hiện đại tới đây thì khang trang hơn, nó sẽ đẹp hơn, sạch sẽ hơn và quy mô hơn. Vùng cao người dân ấy, người ta cần có một không gian, người ta giao lưu, người ta cần có một không gian, người ta bán những lâm thổ sản. Chứ người ta không cần ngồi vào trong chợ vì người ta không phải buôn bán thường xuyên, họ không phải là những tiểu thương cụ thể. Thì chính chợ vùng cao nó là tấm gương phản ánh văn hóa của cả một vùng. Chúng ta thấy trang phục ở chợ có bao nhiêu như thế nào thì biết rằng ở cái huyện đó, ở cái vùng đó có bao nhiêu dân tộc cư trú. Xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết nhằm giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo, tăng cường quảng bá hình ảnh chợ phiên truyền thống gắn với phát triển du lịch, từ đó từng bước củng cố, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế văn hóa xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số.